cây á, chưa nhìn là vô nhố sao nó thích chuyên nghiệp chứ biết. Đêm nay, bữa giờ nó không hết lên nấu rồi. Quay ra hướng vuông góc đó này, đấy. Mối quá hẳn. Chưa có nhìn mối không? Nguyên của mai tế. Ai ai ta. Ông bới ông yếu con nha. Nhốt rồi. Có hoài không? Ai vô à, ông mới hoài. Ông nhốt ông mày. Ừ. Nhìn trời thì nhốt ông. Tiếng tới. Ông nghe tiếng gì vậy? Ai vô? Là má ông đập rầm 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 rầm. Nhốt mà nó tham ta ta. Hồi qua nó thấy ông à. À như nhốt ngay ở thả lăng quăng đi chắc còn nhốt lại. Mua phạt. Đó là hồi bữa giờ ngủ ở đây luôn ấy. Ừ. Ông thời năm ông có nhà ăn đó là ông có ai chờ ra chờ vô chồng đi đâu ông đi nuôi gà mướn đồ nuôi gà vậy nuôi gà không phải nuôi gà mướn ông hùng nuôi gà hay sao hùng vốn hết sao vào xem có ai chờ ra chờ vô là ông sẽ bị nhốt. Con khi chút đèn ở đi đâu giờ nó chưa về biết. Ở quậy có không? Không, nãy có chạy đi tìm giải pháp chạy ra rồi nó giải pháp rồi. Nghe ơn phải chưa biết. Đi cho không trời nào biết. Chưa chân mà. Chưa. Đồ, lâu à? Gì lâu dữ không? Có cái gì nói tiếng á. Ủa quậy mới 2 phút à. Giờ vô lại đồ đâu cốm nữa đây. Khỏi tém luôn. Đốc về tám. Hôm nay học số mấy? 2:30 bữa bây giờ. Ủa lúc kia 2:30 bữa 5:30. Tính là bữa giờ 6 bữa rồi à. 6 bữa gì? Không phải. Bữa mẹ em dạy em vô rồi. Thiệt là giỡn. Thứ gì? Như sao? Vô, đợi danh rồi bữa nào ghém lại. Công nhận là thiệt anh bao. Xong chưa? Chưa. Có 2 phút đây mà nó nhanh rồi. Quậy quá trời. Nhổ hết lông rồi đây. Cầm lông của anh. Không quậy. Má chẳng chắc.